xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh thương phạm trong khoảng hơn nửa tháng vừa qua thần phải đi chăm sóc sau ly opiso trong bệnh viện vì lý do là sức khỏe không được tốt à, thì sau ly opiso là camera hàng ngày quay phim thiện nguyện đi với thương phạm đó cô chú anh chị và dạ, thần cũng đại diện gia đình gửi lời chân thành cảm ơn tới quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân và quý khán giả đã lo lắng cũng như là gọi điện hỏi thăm và động viên thì hôm nay uh, sức khỏe của Sally Official cũng uh, tạm ổn được uh, cô chú trong bệnh viện cho xuất viện về chắc có lẽ là trong thời gian tới đây uh, thận sẽ tạm uh, đi quay phim một mình cho nên phim uh, có lỡ uh, kém chất lượng uh, thì cô chú anh chị uh, hãy thông cảm uh, tiếp theo đây thì thận cũng uh, nhận được một số thông tin cũng như là bên Network nè bên uh, cô chú khán giả cô chú Mạnh Thường Quân uh, thì uh, hiện tại bây giờ thì uh, vấn đề à, từ thiện à, Thần cũng à, sẽ thay đổi một số à, thông tin à, với lý do như sau hiện tại giờ thì bộ luật à, áp dụng là bắt đầu là từ ngày 11 tháng 12 hai à, áp dụng à, với à, những mục đích như sau đây à, thứ nhất là à, kênh từ thiện đặc biệt kênh từ thiện của chú anh chị không được phép kêu gọi mạnh thường quân tiếp theo là không được nêu tên tuổi địa chỉ cũng như là lý lịch của cô chú mạnh thường quân tiếp theo nữa thì sẽ là giúp đỡ cái hoàn cảnh nào sẽ có một số tài khoản riêng tư để giúp đỡ cho cái gia đình đó chứ không có dùng tài khoản mà của thận dùng cái vấn đề tiếp theo nữa là sẽ thông báo tới quỹ ban, cán bộ ở đó để giúp đỡ. rồi thì thuận cũng thay đổi như sau, thì đầu tiên là vấn đề là kêu gọi mạnh thường quân để giúp đỡ, thì vấn đề này thuận sẽ tới đây, thuận tới bà con giúp đỡ, thì thuận quay cái hoàn cảnh lên, thì thuận không có kêu gọi nếu mà cô chú thấy thương thấy tội nghiệp đấy thì tự gửi, dạ thần xin nhắc là cái chỗ này là thận sẽ thay đổi là thần trước giờ thần có kêu gọi để giúp đỡ có để giúp đỡ có thể là cất nhà, có thể là nuôi heo nuôi bò gì đó dân dân nuôi đủ thứ để cho gia đình vượt qua khó khăn thì bây giờ thần sẽ không kêu gọi nhưng mà cô chú mình quân có giúp thì thận nhận thì được bao nhiêu thì giúp hay bấy nhiêu. vấn đề tiếp theo là đọc tên của cô chú mạnh thường quân với lại à, à, tên là tuổi là địa chỉ à, chỗ ở dân dân nói chung là quyền riêng tư của cô chú mạnh thường quân không được tiết lộ thì à, vấn đề này á, thận cũng đã suy nghĩ kỹ rồi à, cô chú tên cô chú mạnh thường quân gửi á, thì thận à, nếu đã là thiện nguyện rồi thì không đọc thì cũng không có được thấy nó cũng kỳ kỳ sao nếu không đọc thì à, à, thấy giống giống như là nó không có rõ ràng đó cô chú anh chị cho nên thận cũng cố gắng thận sẽ về giải quyết bằng cách này à, thận sẽ đọc tên cô chú mạnh thường quân nhưng mà thận sẽ đọc theo một cái cách khác ví dụ như là trước giờ là cô thận đọc là cô nguyễn thị a ở bên mỹ gửi là bao nhiêu bây giờ là thận đọc là cô A ở Mỹ gửi số tiền là và dạ, chỉ vậy thôi chứ uh, như trước kia thì uh, thận có đọc là cô Nguyễn Thị A này ở chợ nào đó ở gần đó 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 rồi uh, gửi là bao nhiêu thận có đọc rõ ràng cụ thể thì bây giờ thận sẽ đọc là cô A ở Mỹ gửi số tiền là và dạ, để cho nó phải phép nó đúng luật uh, tại vì uh, luật đã đưa ra rồi thì thận phải chấp hành thôi cô chứ vậy Cô chú anh chị thông cảm ha Thì thận sẽ thay đổi như vậy Cho nên thì thận sẽ không có đọc sâu hơn chút xíu nữa Thận chỉ đọc là tên cô A gửi bao nhiêu đó Và thận không có đọc nhiều được nữa Cô chú gì thận không có đọc thêm cái họ nữa Chỉ vậy thôi Rồi phần tiếp theo là Số tài khoản Không được quyền bỏ vào số tài khoản của thận phạm Cũng như là phần tiêu đề đó cô chú anh chị thì hiện tại giờ là tất cả tiêu đề của video Thận sẽ chỉnh sửa lại rồi Không có để số tài khoản nữa Và cũng không có kêu gọi cô chú Mạnh Thường Quân luôn Thì à, vấn đề này à, Trước giờ Thận nhận tiền của cô chú Mạnh Thường Quân á, Là nhận bằng địa chỉ rất là nhiều Cho nên à, tạm ổn của chú chị Cô chú gửi là 100 đô, 200 đô, 500 đô, 1000 đô gì đó Thì à, Thận ưa nhận là địa chỉ cho nên à, số tài khoản á, thì cũng không có quan trọng. Dạ cô chú mạnh thường quân với khán giả à, xin hãy gửi địa chỉ giống như mọi lần rồi vấn đề tiếp theo nữa thì giờ trước giờ thận cũng có tới địa phương nào hoàn cảnh nào thận cũng có thông báo với à, cán bộ ở khu vực ở đó thì hôm nay thì thận cũng tuân thủ à, thận à, trong thời gian này thận à, sẽ ra cái quỹ ban à, ở nơi mà thận đang ở thận sẽ xin một cái giấy phép để à, lưu hành đi từ thiện À, thứ hai nữa thì à, cái địa điểm của cái hoàn cảnh của bà con nghèo khó khăn mà gọi thận á ví dụ như ở à, tỉnh khác thì bây giờ à, thận cũng nhận được rất là nhiều cô chú anh chị thì à, bây giờ tạm thời thì à, thận sẽ giải quyết trong à, cái tỉnh của thận cho dễ đi thời gian tới đây à, thì thận nếu mà thận muốn đi xa qua các tỉnh khác các tỉnh lân cận thì thần à, sẽ xem coi xin à, có được dễ dàng hay không rồi thì... À, thận sẽ thông báo sau nếu mà thận đi được dễ dàng như mọi mọi khi á, thận sẽ cố gắng đi giúp đỡ bà con nghèo và con khó khăn. Dạ, thận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú, quý mạnh thường quân và quý khán giả đã xem video hôm nay. Mong cô chú mạnh thường quân với lại khán giả chia sẻ để cho video này nó rộng ra. Thì thận cũng thay đổi cách làm việc như vậy. Thận cũng xin được phép nhắc lại tới đây là vấn đề là từ thiện thận sẽ thay đổi như vậy chứ không có kêu gọi như lúc trước nữa nhưng mà cô chú mình thường quân giúp á, thì thận sẽ nhận tới đó giúp dạ chứ thận không có kêu gọi nếu hoàn cảnh được uh, các nhà hảo tâm thương thì giúp đỡ thì uh, kết nối zalo với lại facebook uh, fiber với thận rồi uh, thận nhận tiền rồi thận sẽ hồi âm cho cô chú mình thường quân thì uh, thận cũng cố gắng luôn cố gắng lắm luôn thì thần suy nghĩ cho kỹ lắm rồi vẫn đọc tên cô chú anh chị tên của mạnh thuần quân nhưng mà thận cũng xin nhắc lại là không có đọc rõ ràng giống giống như lúc trước nữa không có đọc họ không có đọc chỗ ở của cô chú mạnh thuần quân thận chí cho đi đọc là như nãy thần nói đó vậy là được đó cô chú anh chị ở ừ, cô a ở mỹ dạ ví dụ như là cô lan ở bên mỹ cô huệ ở bên mỹ cô hoa, hoa ở bên mỹ rồi cô gì đó dạ thận xin phép đọc như vậy cô chú anh chị cô chú anh chị có xem video này hãy gắn nhớ à, dạ tới đây thì thận sẽ thay đổi một số thông tin như vậy thận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn à, cô chú mạnh thường quân với lại khán giả trong thời gian vừa qua thì vấn đề này thận hôm nay nói lên đó, thì cô chú mạnh thường quân cũng nhắc thận ừ cũng thấy các kênh lớn cũng như các kênh cũng đã lên nói rồi thì cũng nói cho thận biết để mà biết cách làm một cái video để giúp đỡ bà con nghèo cho đúng lực thì hôm nay thận được nhận được thông tin thứ nhất là bên net thứ hai nữa thì các kênh của anh chị em rồi cô chú khán giả với lại mạnh thường quân nữa thận cũng mong nếu mà các kênh youtube anh chị em có thấy thông tin này nhưng mà chưa có nắm được thông tin đó thì xin hãy làm cẩn thận lại đừng mình đừng có để vi phạm tới pháp luật mà làm đúng luật tại vì luật đưa ra thì nếu vi phạm thì mình sẽ khó phát triển kênh dạ thận chỉ biết được bao nhiêu đó thôi thì thận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân và quý khán giả xem clip ngày hôm nay thận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân và quý khán giả trước giờ đã thương yêu và tin tưởng thương phạm gửi tiền cho thương phạm đi giúp đỡ hoàn cảnh nghèo bà con nghèo cũng như là số tiền giúp đỡ vượt qua khó khăn thận cũng thông báo là số, số tiền của cô chú mình Hùng quân mà gửi tiền quỹ để mà thận tìm hiểu để giúp đỡ gia đình đó thận vẫn còn giữ từ từ thận sẽ chích ra lần lượt để giúp đỡ cho quý bà con nghèo bà con khó khăn à, cũng có nhiều khán giả hỏi Ừ tại sao thận tới hoàn cảnh gia đình đọc ở nhận của cô đó 500 đô, 200 đô, 300 đô đổi ra được mười mấy hai chục triệu đó sao không đưa hết đi mà chích ra 1 triệu, 2 triệu chi. Dạ thần cũng xin trả lời những cái câu hỏi như vậy luôn. Thì cô chú mình thường quân gửi ví dụ như số tiền là 10 triệu với lời dặn cho từng hoàn cảnh mỗi hoàn cảnh là một hai triệu gì đó thận con chia ra để cho à, tất cả bà con nghèo để à, sang sẻ nhau mà à, chia sẻ nhau mà để trang trải cứ uh, cô chú mình thu quân nào hãy gửi từng quỹ cho thận là thuận sẽ làm bằng cách đó ví dụ như tiền tiền tổng số tiền thận sẽ chia ra để cho nhiều hoàn cảnh nghèo nhiều bà con nghèo uh, nhận tiền của cô chú mình thùng quân dạ ví dụ như là 10 triệu thận chấp cho uh, gia đình này là một triệu 2 triệu gì đó còn lại nhiêu đó sẽ, sẽ trực tiếp truyền tiếp dạ cái cách làm của thận là vậy để chia sẻ ra cho nhiều bà con cô chú anh chị trước khi khép video lại thần cũng đại diện gia đình cũng như là thần phạm sao ly Sầu và gia đình của thần phạm xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị mạnh thường quân trong thời gian vừa qua biết được gia đình của thần đi bệnh viện để nuôi sao ly mà gọi điện an ủi coi như là sức khỏe cách chăm sóc dân dân Thượng xin gửi lời chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý khán giả rất là nhiều À, thì bây giờ thận cũng xin được phép khép video lại tại đây hẹn gặp lại tất cả quý bà của chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau xin kính chào và hẹn gặp lại